Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy nhiệt wifi không dây này với cái laptop hoặc là máy tính của các bạn để in cái hóa đơn bán hàng trên những cái phần mềm như là Kiosk Việt, Haravan hoặc là in từ cái file Excel trên máy tính nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách. Đó là cách thứ nhất là kết nối in không dây bằng máy tính hoặc là laptop, hoặc là in trực tiếp từ cáp USB nha, kết nối cáp USB vào máy tính để in luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này nha các bạn. Thì máy in này là cái máy in nhiệt, in không phải sử dụng dụng mực nha các bạn. Các bạn chỉ cần gắm điện và in thôi, không cần phải gắm dây gì nữa cả. Tại vì nó in không dây, nó kết nối wifi của nhà của các bạn để in thôi, không cần phải gắm dây cáp, LAN hay gì hết á. Rồi ok, thì các bạn bật cái nút này nè các bạn, để mở cái khay giấy ra, các bạn gắn giấy vào cái thay giấy được ở đây luôn ha. Đây các bạn, giấy thì các bạn gắn vô vậy ha. Nếu mà các bạn để ngược á thì nó sẽ in không ra mực nha. Rồi thì ở đây nó có một cái nút. Cái nút này có chức năng là xả giấy ra nè các bạn. Bấm là sẽ xả giấy ra nè. Hoặc là có thể in test luôn nha các bạn. Đó. Thì ở đằng sau nó có một cái công tắc để tắt mở máy nè. Rồi ở đằng sau nó có cái cổng để kết nối USB nè. Và kết nối két nè các bạn. Rồi cái nút này là cái nút bấm ra cái IP wifi và đèn báo kết nối wifi. Rồi bây giờ các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn in test nha. Đằng sau có nút nguồn, các bạn bấm giữ cái nút fit này nha. Rồi một tay bấm giữ nút fit, một tay các bạn mở nguồn lên. Đèn đỏ đây chớp tắt, các bạn buông ra. Nó sẽ in ra tờ giấy in test cho các bạn để các bạn biết máy nó hoạt động tốt hay là không nha. Đó. Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ chuyển cái màn hình qua cái màn hình máy tính để mình hướng dẫn các bạn cài đặt cái máy in này trên cái máy tính nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái cáp trực tiếp nha, USB trực tiếp nha. Bây giờ mình sẽ gắm cái cáp USB vào trước nha. Đây, một đầu thì các bạn cắm vào máy tính nha, một đầu tròn nhỏ này các bạn bấm cắm vào cái máy in nha. Đây các bạn, đằng sau nó có một cái lỗ nè, các bạn cắm vào nha. Rồi bây giờ các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn click vào cái đường link của Google Drive bên dưới phần mô tả, các bạn tải cái file driver này về nha. Thì sau khi tải về các bạn được cái file nén như thế này, các bạn click phải vào nè, các bạn chọn Extract Here để các bạn giải nén ra nha. Rồi các bạn double click vào, các bạn chạy cái file này lên nha. Rồi ở đây các bạn chọn cái module máy nè, cái tên máy là 5890XEI nè. Rồi ở đây các bạn chọn USB port ha. Còn đây đó là máy in mạng nào, lát mình sẽ hướng dẫn các bạn cài sau nha. Bây giờ các bạn bấm Intune để cài đặt nha. Rồi cài đặt thành công, các bạn bấm Finish nè. Rồi bây giờ các bạn bấm vào góc phải màn hình này, các bạn chọn Run nè. Các bạn nhập chữ Control Printer vào ha. Nó sẽ ra một cái bảng điều khiển trong cái máy tính. Rồi đây là cái máy in mà mình vừa cài nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình in thử nha. Mình sẽ lấy cái file Excel mình in thử trước nha. Rồi ok các bạn, thì đây là cái file Excel mà bên mình đã làm nè các bạn. Cái file này thì những bạn nào mà mua máy in bên mình muốn lấy cái file này để sử dụng thì liên hệ với mình nha. Thì cái file này có hai phần, một bên là in hóa đơn nè, một bên là cái data, cái dữ liệu nè. Khi mà các bạn chọn sổ bên đây nè, nó sẽ có cái data ở bên này ha. Các bạn có thể chọn những cái món nè, và cái số lượng và cái giá đây nè, nó sẽ thay đổi nha, theo cái menu bên này ha các bạn. Đó, nếu mà các bạn lên số lượng số 4 là sẽ nhân cái giá lên nè. Đó, rồi ok, bây giờ các bạn bấm in nha. In thử ha. Các bạn chọn cái máy in là 5890 nè, hồi nãy mình vừa cài á. Ở đây các bạn chọn trang là 11 nha. Rồi bấm in thử nha các bạn. Đây các bạn ha, đây là cái build vừa in ra nè. Đó, chữ rất là đẹp và sắc nét luôn nha các bạn. Rồi in thử tờ nữa nha. Đó, ok. Ok, thì trong cái Haravan đó thì để mình hướng dẫn các bạn kết nối bằng cái wifi không dây, sau đó mình sẽ in bằng cái Haravan nha. Rồi bây giờ mình sẽ rút cái cáp USB ra nha các bạn, để mình cài cái wifi không dây ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn
kết nối cái máy in này với cái wifi ở nhà của các bạn để có thể in được không dây nha. Thì bây giờ ở đằng sau nè các bạn, nó có một cái nút nè, cái nút màu đen nè các bạn thấy không, các bạn bấm vô cái nút màu đen nè, nó sẽ in ra một cái tờ giấy cho các bạn nè. Rồi ở đây các bạn có thấy là SSID nè, là cái tên wifi của cái máy này nó phát ra nè. Bây giờ các bạn dùng điện thoại các bạn kết nối với cái tên wifi này nè. Rồi ở đây nè các bạn thấy không, rồi Winter 5607 nè đó. Rồi các bạn kết nối với cái wifi này. Rồi bây giờ các bạn vào trong cái CH Play hoặc là App Store, các bạn cài cái phần mềm Ultra Winter này vào nè. Đó các bạn cài vào nha. Thì ở đây mình cài rồi nên mình không có cài lại nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào trong cái setup wifi nè. Rồi các bạn nhập cái tên wifi nhà của các bạn vô nha. Các bạn nhớ là các bạn nhập chính xác nha, các bạn nhập sai là nó không có chạy đâu á. Mình ví dụ là ở đây mình có cái wifi của mình nè, Johnny Trần nè. Rồi mình nhập vô, viết hoa viết thường là y chang như cái tên của các bạn luôn nha. Rồi có khoảng cách luôn này nha các bạn. Rồi nhập password các bạn vào chỗ authenticated nè, các bạn nhập open, các bạn mở lên. Rồi các bạn chọn ở dưới cùng nè. Rồi các bạn nhập cái wifi vào, nhập cái pass vào nha các bạn. Rồi các bạn nhớ nhập chính xác nha. Xong các bạn bấm done nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thiết lập cái IP cho nó. Có nghĩa là khi nãy mình nói á, là các bạn thiết lập cái IP cố định đó, thì khi mà các bạn tắt cái máy này đi á, thì nó cũng sẽ không có thay đổi cái IP nha. Là ở chỗ này nha các bạn. Đó bây giờ các bạn bấm vào DHCP nè. Rồi DHCP các bạn chọn TTIP nè. DHCP này á, là có nghĩa là IP động nè, TTIP là IP tĩnh nha các bạn, nó cố định nha. Rồi bây giờ các bạn nhập theo mình nha, 192 nè, .168 nè, .1 nè, .254 nè. Một tí nữa mình sẽ cho chỉ cho các bạn xem cái dãy IP của các bạn, để các bạn biết được cái dãy IP của mình là bao nhiêu để các bạn nhập vô nha. Thường á là 192.168.1, nhưng mà có chỗ là 1.2.168.0 nữa nha các bạn, .2 luôn, có rất là nhiều cái dãy IP, nên các bạn cần phải xem cái dãy IP của mình là bao nhiêu để các bạn nhập vào nha. Thì ở đây á, là cái dãy IP của mình .1, lát một nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem nha. Các bạn nên để là .1.254 nha, thì thường cái địa chỉ 254 này nó rất là ít người sử dụng. Đó, nếu mà các bạn nhập 254 không được á, là có nghĩa là nó trùng với cái thiết bị khác nha. Thì mỗi cái địa chỉ IP á, là nó chỉ có một cái thiết bị sử dụng thôi nha các bạn. Rồi đây là 255 nha. Thì thường á, là ở gia đình nó để cái địa chỉ 192.168.1 không mà các bạn. Có .0 nữa, có .2 luôn. Đó, một xíu nữa mình chỉ các bạn coi. Default gateway này là 192.168.1.1. Một chút xíu nữa mình sẽ chỉ cho các bạn xem như thế nào về cái này ha. Rồi các bạn bấm config nè, để nó cấu hình, nó kết nối với cái máy này, nó cấu hình lên nha. Các bạn lưu ý là cho nó chạy nha. Nó chạy khi nào mà nó có chữ done á, là xong á, thì nó mới hoàn thành nha. Các bạn để cho nó chạy xíu. Nè các bạn thấy không, nó chạy xong, nó có chữ done nè, vậy mới là xong nha các bạn. Bây giờ chúng ta tắt cái máy đi nè. Bây giờ chúng ta tắt cái máy đó nè. Rồi chúng ta mở lên lại ha. Rồi bây giờ chúng ta bấm cái nút màu đen ở dưới làm sao nè, để chúng ta coi coi nó ra địa chỉ IP bao nhiêu ha. Nè các bạn thấy không, nó ra cái địa chỉ nè, cái tên wifi nè của nhà mình nè, cái pass nè, cái địa chỉ nãy mình thiết lập nè, .1.254 nè. Rồi .1 nè, default gateway nè. Ok bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn coi cái dãy IP nha. Thì bây giờ mình sẽ vào lại cái wifi nhà mình nè, Johnny Trần nè các bạn thấy không. Rồi bây giờ các bạn ở trên iPhone á, các bạn vào trong cái chữ Y nè. Đó. Các bạn vào trong cái wifi của mình thì các bạn sẽ thấy được cái IP của cái điện thoại của mình nha. Đây là 192.168.1 nè, .164 nè,
là cái địa chỉ IP của mình nha các bạn. Đây 192.168.1 nè, các bạn thấy không? Đó, từ cái gì? Có thể nó chỉ thay đổi là chấm 0 ở chỗ chấm 1 nè, chấm 1 nó có thể thay đổi số 1 thành số 0 hoặc là số 2 hoặc là số 3 thôi. Còn cái mặt nạ mạng nè, các bạn nhập y chang như của trên điện thoại nè, 255.255.25.0 nè. Bộ định tuyến nè, các bạn cũng nhập y chang luôn nè. 192.168.1.1 nè. Đó, các bạn chỉ thay chỗ này thôi, các bạn chỉ coi chỗ này thôi nè. Cho nó trùng với cái IP đây ha. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài chúng ta in thử nha. Rồi, ở đây mình sẽ thử với cái phần mềm sổ bán hàng nè, mình sẽ thêm máy in vô để mình in thử nha. Mình lan nè. Chấm 1, chấm 254 nè. Rồi bây giờ mình ra in nè. Này các bạn thấy không? Ok nha. Ok nha các bạn, mình sẽ thử thêm một cái phần mềm nữa. Rồi đây các bạn ha. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn reset lại cái wifi này. Có những bạn là hiện tại đang thiết lập cái IP động, mỗi lần tắt máy thì nó sẽ thay đổi IP. Nhưng mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn reset lại cái wifi để các bạn thiết lập như mình hồi nãy nha, thiết lập IP tĩnh nha. Ok, bây giờ các bạn tắt máy nè. Tắt máy ha. Ở đằng sau có cái nút đen nè, các bạn bấm vô cái nút đen và các bạn giữ luôn nha. Các bạn bấm và các bạn giữ luôn nha. Sau đó các bạn bấm bấm bật cái nút nguồn lên. Rồi, cái đèn đỏ tắt các bạn buông cái nút đen đằng sau ra nha. Rồi ha, các bạn chờ xíu nha. Để nó reset lại, sau đó thì chúng ta sẽ bấm xem thử coi nó đã về cái mặc định chưa. Nó đã về cái wifi rồi printer chưa nha. Rồi các bạn bấm cái nút đen sau cái là nó sẽ ra tờ giấy nè. Đó, bây giờ nó đã về cái wifi Gprinter nè. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái wifi Gprinter lại để chúng ta kết nối cái wifi Gprinter để chúng ta thiết lập lại nha. Chúng ta chỉ cần thiết lập như y chang như nãy thôi các bạn. Nè các bạn muốn setup được cái máy này á, các bạn phải vào cái wifi Gprinter nha. Rồi, bây giờ chúng ta vào cái phần mềm OCHA nè, y chang như nãy luôn các bạn. Rồi mình vào cái Johnny Trần nè. Đó, nhập cái tên wifi của nhà mình vào. Ở đây á, là nhập cái password của wifi. Password của wifi nhà của các bạn bao nhiêu thì các bạn nhập vô số bao nhiêu nha. Rồi DHCP á, thì chúng ta chọn cái tay tiết. Rồi ở đây á, mình sẽ nhập khác cái địa chỉ IP nãy nha. Đó, nãy mình nhập 254, bây giờ mình sẽ nhập 255 nha, 250 nha. Hồi nãy mình cũng hướng dẫn các bạn coi cái lớp mạng rồi, các bạn xem cái lớp mạng ở nhà của mình bao nhiêu thì các bạn nhập vào cho đúng nha. Cái default gateway cũng có vậy, các bạn nhập theo cái trên điện thoại của bạn, các bạn coi nãy chỗ wifi á. Rồi các bạn bấm config nè, khi nào nó có chữ don là xong nha. Các bạn chờ xíu. Rồi sau khi mà kết nối mình sẽ in thử cho các bạn xem nha. Rồi có chữ done nè các bạn, xong rồi đó. Bây giờ mình tắt máy và mình mở lại cái nữa nè.
Rồi bây giờ mình sẽ bấm cái nút đen ở đằng sau á để cho nó ra một cái tờ giấy để xem cái ra cái IP đúng không nha. Nè nó có cái đèn là đã kết nối cái wifi nè các bạn. Nó ra như thế này mới là đúng nha các bạn. Cái tên wifi đúng của nhà bạn, cái password đúng và cái địa chỉ IP các bạn thiết lập status hồi nãy là đúng nha. Đó, cái này á có nghĩa là mình đặt cái IP luôn các bạn, mình đặt cái IP cho nó luôn. Đó, cái net nè, cái default gateway nè, y chang như nãy thì mình đặt nè. Rồi, sau khi mà các bạn đã cài đặt xong cái kết nối wifi với cái máy in rồi á thì các bạn lấy cái địa chỉ IP đó để các bạn cài đặt cái máy tính in qua wifi không dây nha, in bằng IP mạng nha. Rồi, bây giờ các bạn cũng vào lại cái driver nãy nha các bạn. Rồi, các bạn double click vào cái driver nha. Rồi nãy các bạn chọn USB, bây giờ các bạn chọn TCP IP port nha. Các bạn chọn cái tên máy in nha. Rồi các bạn chọn 5890XEE. Đây. Rồi các bạn chọn TCP IP port, các bạn chọn Intune. Rồi các bạn add port nha các bạn. Ở đây máy mình đã khai một số cái địa chỉ IP rồi nên mình sẽ add port. Những cái bạn nào mà chưa có thì các bạn sẽ bấm new port ở chỗ này ha. Rồi ok. Bấm net nè, mình nhập cái địa chỉ IP của máy in vào nha. Các bạn bấm cái nút đen sau á để xem cái địa chỉ IP của cái máy in nha. Đây nó sẽ in ra cái tờ địa chỉ IP nè các bạn, 92.168.1.254 ha. Rồi ở dưới là cái tên máy các bạn muốn đặt sao đặt nha. Mình để cái địa chỉ IP luôn cho nó dễ nhớ. Rồi các bạn chờ xíu nó sẽ đi test cái địa chỉ IP một cái nha. Rồi ở đây các bạn nhấn net luôn nha. Rồi các bạn nhấn finish. Rồi ok. Rồi finish. Rồi các bạn vào lại cái chỗ control printer nãy các bạn clip phải vào đây này, các bạn chọn run đó rồi các bạn nhập control printer vào nha. Rồi các bạn clip phải vào cái máy in nãy mới cài nè. Rồi. Bây giờ các bạn vào bọt nè, các bạn check thử xem coi nó đã chọn đúng chưa nha các bạn. Hồi nãy là USB ở trên nha. Đây, 92.168.1.254, sẹt 15 nè, nãy mình đặt cái tên máy á các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ra mình in thử một cái nha. In thử cái file này đi. File Excel ha. Đó. Các bạn thấy không? Đây, không có gắm dây nha các bạn, chỉ có gắm dây điện thôi nha. Rồi mình vào Haravan mình thử một cái nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy cái đơn hàng cũ mình in thử cho các bạn xem nha. Rồi in nè. Xem thêm các bạn chọn cái tên máy in nãy mình đã cài nè. In thử ha. Rồi đây các bạn ha. Đây là cái hóa đơn mà mình vừa in ra nè của Haravan ha. Thì tùy theo mỗi app nó sẽ có form khác nhau nha các bạn. Đó. Rồi ok thì những bạn nào muốn mua máy in này á các bạn xuống dưới phần mô tả nha, mình sẽ để cái đường link của Shopee hoặc Lazada bên dưới phần mô tả, các bạn click vào để mua hàng được giao hàng ở tận nhà nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.